Ơ mẹ. Sơn à, sao đến mà không gọi cho mẹ? Dạ, bọn con vừa đi chơi về nên tiện ghé qua mẹ xin một bữa cơm ạ. Ừ. Này. Alo. Tối nay lên ba nhá. Yên tâm đi, tao bao. Ok em. Chào mẹ đi em. Ừ, thế nhá. Nhớ lịch đấy. Thôi, mẹ lên trước nhá. Tí nữa hai đứa lên sau. Nào nhanh lên em. Đi thôi. Đi. Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ. Ờ, cứ ngồi chơi đi. Mẹ đang chuẩn bị nấu cơm. Dạ, không ạ. Này, tôi bảo rồi. Bảo mẹ ngồi nhanh lên. Mẹ em ngủ rồi. Thế kiếm gì cho em đi. Anh định xong rồi em bảo bỏ đấy ạ. Quên đi. Anh nhìn ra xem có gì làm cho em chứ. Có rồi. Tôi ngồi lên chờ anh nhé. Mình ra xem cái gì không. Mẹ ơi, mẹ có cần có giúp gì không ạ? Không, con ra kia ngồi đi. Mẹ làm 5 phút nữa là có cơm ăn thôi. Con, mẹ cứ để con. Để con làm cho. Hôm nay cô qua đây chơi, nhân tiện tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi cô. Cô uống nước đi. Cô quen thằng Sơn nhà tôi đến nửa năm nay rồi ấy nhỉ? Vậy tôi hỏi cô thì khi nào thì cô tính đến chuyện hôn nhân? Kết hôn. Xã hội bây giờ phải kết hôn nữa không? Về ở với nhau hợp thì sống tiếp. Mà bà cũng có kết hôn đâu. Sao bảo tôi chưa kết hôn? À, ý của bạn gái con là bọn con vẫn còn trẻ, chỉ kết hôn cứ từ từ rồi tính, không cần phải vội mẹ. Nghe vẻ, tính khí của bà cũng vội vàng. Ý của cô là tính khí của tôi như thế là chưa được hả? Chắc là được rồi. Tôi hỏi cô như vậy không có nghĩa là tôi vội vàng trong việc hôn nhân. Chẳng nhẽ mối quan hệ này không phải là mục đích hôn nhân hay sao? Hay là chỉ là mối quan hệ chơi bời, chán tôi bỏ? Ý của bà là gì đấy? Ý của tôi hả? Ý của tôi là cô đứng lên, ra khỏi nhà tôi. Em. Để cho nó đi. Mẹ. Cô ấy đã bỏ đi rồi, mẹ đã hài lòng chưa? Phải khó khăn lắm con mới có được tình cảm của cô ấy. Hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên, cũng là lần cuối cùng con được gặp cô ấy. Mẹ chào cô ấy lại cho con đi mẹ. Con tình yêu là lu lẫn mất rồi, không biết thế nào là phải trái. Con yêu nó ngần lý ngày tháng, con cung phụng nó. Thử hỏi đã có khi nào nó quan tâm tới con chưa? Hay lúc nào cắm mặt vào bên cái lúc mà mẹ hỏi nó về vấn đề cưới xin, nó nói những gì mà con vẫn chưa tìm hiểu sao hả? Mẹ không muốn con đi theo vết xe đổ của mẹ. Lấy cho tôi quả chuối. Lấy. Nào lấy cho tôi quả chuối mà. Người đẩn này. Thế anh không bóc thì tôi ăn cả vỏ à? Vợ ơi, anh về rồi. Về rồi thì đi nấu cơm đi. Tôi đang đói.
Đồ ăn sáng chưa? Nhanh, tôi còn đi gặp bạn. Mẹ cũng đã từng như vậy. Sự vô tâm, sự thờ ơ từ những điều tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất. Thiếu sự quan tâm, thiếu sự chia sẻ đã vô tình giết mòn mỏi tình cảm vợ chồng từ lúc nào cũng không hay. Khi mà mẹ hiểu ra thì đã quá muộn mà. Có gì rồi mẹ hả? Giống như cây trồng, hàng ngày phải được bón phân và tưới nước. Tình yêu cũng vậy, cần phải được vun đắp, chia sẻ hàng ngày thì mới bền vững và hạnh phúc được con ạ. Dạ vâng ạ.